tí nó khác có. Tí nữa nó sắp thì khác có. Công tác chuẩn bị của anh em. Không, cái này là quay thôi. Đó. Xe lên hả? Sao ra xe đấy. Ờ, thì chở bia xuống nó đỡ nặng. Đi bộ lên được mà. Đi xe lười quá. Hoa gì vậy? Hoa rừng, hoa rừng. Những hoa sim vậy. Đâu hoa sim một tí. Không phải đâu. Nó hoa rừng. Anh em chuẩn bị một bữa tiệc tại suối rừng Tây Nguyên. Anh em mình đang chuẩn bị cho bữa tiệc trưa hôm nay như thế này. Đấy, anh em Tây Nguyên đã vào rừng suối. Cây cổ thụ ngàn năm như này cá hả? Mấy cái dao mà. Cái tắm rồi. Cái tắm 2 kg. Nước nước để đây luôn à? Đây. Nó đang chật củi chuẩn bị nướng nướng gà. Đi chưa? Đi rồi cầm theo cái tô để đựng to để làm thức ăn. Đi, con đi để làm. Không thì bây giờ cái nó ăn rồi, trước lấy cái bám theo kia nữa cắt tiết vào luôn. Ủa, cái nó cắt cánh nó ra trước. Bữa tiệc Tây Nguyên là bắp chuối này. Bia là cái như Tết ạ. Bia đây là chỉ để bên... Đây rồi. Minh Hòa. Đây cây đẹp. Đã kia có mấy cô em gái... Là gì? Tắm tiền hả? Tắm tiền đấy thì chết. Tắm tiền. Đang đi quay trộm mấy cô em gái ở Tây thì... Tắm suối. Đang tắm tiền. Thật đi chậm là khẽ thời gian này. Nhẹ 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 đấy, mấy chị em cho hỏi ở khu vực này có chỗ nào có các cô gái hay tắm tiên không nhỉ? Cho quay trộm nữa. Vẫn mặc áo à? Anh vừa xem là buổi chiều 4 giờ anh bảo người ta sẽ chở lên trên buôn á. Đảm bảo hôm nào cũng có người tắm tiên. Cái này tự nhiên tắm bảo là mặn nhá. Các cô gái đi tắm ở tay là toàn cầm lên dao rồi kia để phòng kẻ gian quay trộm này. Làm mấy chị em đang chuẩn bị rửa rau cho bữa tiệc hôm nay. 4 giờ chiều là lên xem là thấy cái tắm tiên này.
Chúa là đẹp ghê ha. Đây là bữa tiệc tất niên của anh em trên Tây Nguyên đây này. Các chị em đang chuẩn bị canh tác. Cái gì đó? Cái cụ. Đây là phái đẹp đang chuẩn bị đang tương đối rồi. Để quay qua phái đàn trai bên kia. Sao nãy vào rừng mà không mặc giày theo? Ê, mặc dép chứ. Rồi, chào chị em làm tiếp đây nha. Đi qua bên đây quay tiếp đây. Cá sống nữa. Đấy. Không, mình thấy ai quay là cá đang nhảy cho vào đảo bên rau. Cá ăn cả lông, cả lướt cá luôn. Cá nhỏ mới được, cá to sao được. Cá nhảy đấy. Này là gà nằm chứ, này gà hết nhảy nổi rồi. Gà này gà nhổ lông rồi. Này có một tí nắng là ấm rồi nè, ấm rồi, bắt đầu ấm rồi đó. Mình đâu cần nấu nước nóng đâu, mình chơi trực tiếp luôn mà. Vẫn làm mình vẫn nhổ được tuốt chắc được lên đá. Sạch luôn mà. Nó giống như mình quay là nó nóng, giống như là luộc nước nóng rồi đó. Nhiệt nó lên là ok rồi. Nhưng mà vậy nó thơm hơn á. Con bự gà nó lông gà nó bốc lên. Đống này chắc bao nhiêu trận chiến đấu trong đây này. Anh em đang cắt ống tre để làm ly rượu ở Buôn Mê. Giờ không có mua ly rượu sành rượu kia nữa, xưa rồi. Giờ xài loại tự nhiên. Giờ chơi rượu của ống tre này, uống nó khác liền. Uống xong lên mây luôn. Như là chích hít vậy. Mùi tre nó thơm lắm. Rồi, một cái quá cả này. Anh Biên đang làm ly rượu Tây Nguyên nha cả nhà. Nhìn thấy cái ly là thích rồi đấy. Cái này uống cho chục cái ta cũng say nhỉ. Ngàn ly, ngàn cốc không say. Anh này bơ hớt, anh trẻ. Chỉ lên mây thôi. Ngon hơn nhiều cái này. Này cái ly. Đừng nhớ ly rồi đó. Hả? Đưa cái này còn nhỏ nữa. Được rồi, cái này là lên mây rồi đấy. Cũng là lên mây rồi đấy. Không dài đâu, cái này là lên mây rồi đấy. Tuyệt vời đấy. Gà nướng. Uống ly đây có mà. Em đọc hết đây, tao đọc hết đây. Đọc hết bao nhiêu nó về không vậy? Bên đây đâu. Cải lại mà. Cứ làm ngắn vào trong này một phát một thế này. Hai người chia hay hơn. Chia là tránh tình trạng nó không đều nhau ấy. Mấy 20 người mà làm 10 cái cốc cũng được thế. Còn bia nữa mà, cái này chắc ít thằng dùng này. Nhưng mà dùng cái này nó lên mây nhanh hơn. Giờ uống bia đi. Lại. Được. Má buồn gì hôm nay là phải làm to. Thằng làm mồi để tao đi kiếm mồi rừng cho nó. Kiếm mồi. Đấy, nó cái chú cũng bay đấy, nó đùa. Ô, tăng ngăn cả tí hình ta thành sẽ sạc phải. Thế đây thì gì ạ? Mình say thì chắc bản cũng ngã là được. Nãy có thấy coi mà. Bữa tiệc này ba con gà ba con vịt 50 liều dít 6 thùng bia. Ê, khoai này linh hồn của đất này, người ta gọi là linh hồn của đất này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mấy con công an kìa. Nhưng mà ở đây sạch mà. Ruồi này